lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái đô tường rêu nơi kỷ niệm êm ái, đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường cùng đuôi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời, tình đẹp trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui chôn tuổi học trò. Người em gái bên thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng núi tiếng ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, ngày xanh trên trong tim biết đâu mà tìm. Ba ba, cô này là ai vậy ba? Cái người mà hồi nãy nhắc cho con nghe đó. Mỗi năm đến hè lòng man mang buồn. 90 ngày qua chưa chán tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi, tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không, đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Ra biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm buổi chiều, muốn u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa.
Alo, ba à, ba gọi cho con Johnny có chuyện chi không ba? Thì dĩ nhiên là có chuyện mới gọi. Ba với má tỉnh hết rồi, tiền bạc đã vẽ là mua luôn rồi. Bây giờ là 2 tuần lễ nữa thôi là về quê với ba má để lại chồng ấy chưa? Con lại cho mơ, con về đâu, tặc mày đấy. Đợi anh chút xíu. Mặc dù là con qua là bạn gái cũ của thằng Dũng, nhưng mà chia tay rồi, hết rồi. Ông im đi, ông bị cái gì em không nói. Không, không hả? Con ông, tôi tưởng đâu là, hóa ra là ông nhầm sinh nhật của tôi với con người yêu cũ của ông. À, không phải đâu, tao Quệ. Ông im đi. Không phải Quệ, mày. Alo. Quệ. À, con quyết định kỳ rồi, con sẽ nghe lời ba mẹ, về quê lại chồng. Ủa Quệ, Quệ. 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 Dũng, tao xin lỗi, Dũng ơi, Dũng. Trời đất ơi, chuyện qua lâu rồi đó, mà suốt ngày cứ cầm cái đống chay đó rồi tưới, mà tưới nó có lên nó mới tức chứ. Nhớ thì về ngoại thăm người ta đi. Sao ngày nào mà cũng nói chuyện này với tao hết vậy? Tao nhớ thì được cái gì, Huệ có nhớ tao đâu. Không chừng bây giờ có chồng rồi. Mày nói cái gì? Rủi đang ở ngoài đó, nó không có chồng, mà lúc này lại còn không có mày nữa. Mày có hối hận không? 1 tuần nữa là đám cưới tao, nhớ qua chơi nha. Giờ sắp cưới của tao á là giám đốc của một công ty ở thành phố, mà còn chịu cưới tao làm rẫy nè, nông dân nghèo, bất cứ cái gì trên đời cũng có thể xảy ra. Quan trọng á là hai người phải chung một cảm xúc kìa. Cảm xúc của tao thì lúc nào cũng vậy, tao luôn nhớ Huệ, nhưng cô ấy thì không. Mày sai, con Huệ rất thương mày. Mày không nhớ cái ngày nó bỏ đi hả? Nó gọi điện thoại cho ba má nó, nó nói là con quyết định theo lời ba má về cưới chồng. Có nghĩa là trước đó ba má nó đã ép nó lấy chồng rồi, nhưng mà nó vì mày, nó vì mày nên nó không chịu lấy chồng. Ê ê ê, đi đâu vậy? Cảm ơn mày, tao có chuyện tao đi một thời gian. Tao đi chung, tao đi chung. Không cần đâu, về tao kể lại cho nghe. Cái gì vậy? Còn tao sao? Ê Dũng, chạy còn vương bao niềm thương cho nhắn đôi lời. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trăng soi đêm trường, và nhớ tiếng họ ngoài vẫn lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi
còn xóa mơ thương nhớ. Đêm nào trong thềm đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi, anh biết chăng anh đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngư còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Đi mô rửa. Đi vô nhà cho đi mô, mà ra nghe cái giọng quen này. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn người ta có tiền người ta mua nhẫn đẹp, ai như tôi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng, thì đây anh đan nhẫn cỏ tặng em coi như bó ngỏ, thấy mẹ có vẻ ứng lòng. Em ơi, anh đâu có ngờ tình ta như cánh diều bay, bay cao đức chỉ cho diều, diều nó bay đời gian dối. Tặng cho anh cái bộ bà ba nè. Cảm ơn nha. Tự nhiên tặng cho anh vậy? Thì tôi thấy anh có một bộ đồ à, cho nên là tôi tự tay tôi may tôi tặng cho anh đó. Mà kể từ rày anh đừng có qua đây nữa, là má tôi á không có cảm tình với anh, mà tôi á thì không có muốn cãi lời má đâu. Cho nên tôi tặng cho anh bộ đồ này á, cũng coi như đây là lần cuối cùng tôi với anh gặp nhau. Anh đi về đi. Em có thương anh này không? Không. Tao tìm hiểu kỹ rồi, nhà bà Hai Lú rất giàu, hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cắp được, biết chưa? Biết rồi. Mày vô trong canh chừng, vô trong canh chừng nhanh thôi. Ra 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 ra. Đôi mắt người xưa
bao lần thăm mướn gai tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm giếng nụ cười? Có ai đây không? Cho tôi xin một chút tiền. Mấy đứa ăn mày mà làm hết hồn hết chí à? Ủa mở chi mắt công? Đi đường này cho nhanh. Đi rồi, bẻ quá, nhanh lên, nhanh lên. Đứng nó canh, đứng nó canh. Bây giờ, bây giờ. Đôi mắt người xưa bao lần thăm mướt dài tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm viên nụ cười? Ơi ơi, có ai có xin chút tiền cho xin chút tiền đi. Ê, đứng lại mày. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo. Dạ. Lên đây má biểu. Có chuyện gì má? Má nói với con rồi, mấy đứa nghèo á, nhiều khi nó xấu tính lắm, nó hay ăn cắp lắm. Đó, má ra đây, má thấy nó ôm hai bao gạo định đi đâu đó. Bởi vậy ta nói cái xóm này hổm rài ở đâu á, mất gà, mất vịt, ai biết ai ăn cắp, ai về là mày á hả? Sao anh lấy đồ của nhà em vậy? Anh không có lấy. Mày không lấy chứ ai lấy? Hồi nãy con thấy có hai người kia kìa chạy vô đây lấy, cái xong lúc mà người ta chạy vô người ta thấy con không có lấy nữa, tại họ sợ là con tưởng họ lấy, họ chạy đi lúc đó con mới lấy. Con nghe nó nói không? Nó nói chính miệng, nó nói là nó lấy đó, ai không lấy là nó lấy chứ ai mà lấy. Mày đó, lúc nhà mày cháy, bày đặt á hả, lao vô cứu cha cứu mẹ, rồi cha mẹ mày mày có cứu được không? Sao giờ mày không lo cứu bản thân mình đi? Con đó, từ rày mắt cấm nghe chưa? Ở trong nhà cho má, khi nào mà có lệnh má thì mới được bước ra ngoài. Đi vô. Má à. Đi. Mở cửa trái tim và em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tên nắm cánh thận thờ, nhịp lòng mắt răng to để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời cùng đàn lỡ phim say cùng tình này cũng mong lung, tìm em ai quá để anh lạnh lùng. Thảo, bao tiền của má đâu con? Dạ con nghe nè má. Ê thằng kia, nhớ mặt hai đứa tao không? Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt vai tôi. Mày làm gì vậy? Tao không có mù. Giận mặt với tao hả? Dạ không có. Mày có biết là tại mày cản đường hai anh em tao. Dạ. Mày thích cản đường hả? Không có. Cản đường hả mày? Cản đường hả mày? Lấy bao gạo mày... Nhanh hả mày?
Ê, ê, ê. Bao gạo có tiền, bao gạo có tiền. Lấy tao hả? Đánh chết luôn. Có người, có người, có người. Đi đi. Có người tới kìa. Có người hả? Nè, nhớ mặt tao, bớt lo chuyện bao đồng đi. Dũng, cô xin lỗi con. Má ơi, cái bao tiền của má nè, sao anh còn vẫn ở đây? Sao tôi nói anh đi đi mà sao anh còn chưa đi? Anh đi đi, anh đi đi. Còn anh thấy má tôi ra đây rồi không? Má, thôi mình vô nhà đi má. Ôi, cửa tim em bằng vàng. Anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim xa lỡ phim say cùng, tình này cũng mong luôn tìm em ai qua bây giờ á. Tôi cho cậu quen con gái tôi rồi á, cậu có cái gì cậu lo cho nó không? Bác nhìn con đi bác, em nhìn anh đi. Từ ngày cha mẹ anh mất đi, trên mình của anh không còn cái gì ngoài ghẻ hết. Hả? Hả? Không, mày giỡn tao hả? Con nghèo lắm bác ơi. Con không có tiền gì hết đó. Anh nghèo nên chắc nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhẫn cỏ tặng em coi như bó ngỏ. Thấy mẹ có vẻ ưng lòng. Má tuyên bố kể từ ngày hôm nay không có ai khóa hai trái tim của hai đứa nữa. Nhưng mà cho má hỏi một câu, rồi ai khóa trái tim má? Bà khóa chứ ai khóa mà hỏi. Hả? Tìm em ai khóa để anh lành. Hôm nay anh hẹn mình ra đây, chắc có lẽ là anh sẽ nói, chắc chắn mình sẽ đến để gặp anh và sẽ nói cho anh nghe hết tất cả những gì mà mười mấy năm qua mình chưa nói lần nào cả. Cái thiệt cái té ra nè, cái thiệt mấy cái thiệt cái né ra nè. Trời ơi, chị, đúng là thiền nhà giàu có khác, chị ơi. Mấy cái thiền kia nhà nghèo quá, nó đứng im có một chỗ, và chị còn thiền của mình. Trời không có gió, sóng không có đánh, mà thiền vẫn chạy phà phà, chị ơi. Bao nhiêu ta vừa bơi, vừa đẩy nãy giờ nè. Ai đẩy á? Tao nè. Ơ
Trời đất ơi, nãy giờ mày ở dưới mày đẩy hả? Ừ. Tao không biết đâu nãy giờ. Kéo nó lên. Đỡ tao lên. Tao tưởng cái mù tưa không à. Tưa cái đầu mày lạnh quá. Ê, mày xuống được sao mày không tự lên được đi? Tao xuống được đây là nhờ mày đạp nó xuống đó quỷ. Đỡ lên. Đỡ nó lên. Lên 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 lên. Trời ơi. Nó sao mày? Không, không phải. Chị thông cảm đi, lúc nãy á tại vì sóng đánh nhiều quá em hiểu không? Em lỡ tay em chỉ đang quơ vậy thôi. Cứu tao. Tao xuống nữa vậy. Gì? Tao lên lại, lên lại, lên lại. Lên cái đầu mày, tao lên mày đạp tao xuống nữa hả? Không có sao đâu, xin lỗi mà lên lại đi nè. Thôi đó. Xin lỗi nha, xin lỗi nhiều nha. Tình á. Ướt hết đời luôn. Hai đứa bay giỡn hoài à. Dạ thông cảm đi chị. Ủa, Thảo. Dạ. Chị Thảo nè, chị Mai. Trời ơi, vui quá nay gặp Thảo. Mai, Thảo Mai. Đỡ chị xuống. Dạ. Từ từ cho chị nặng lắm, có chừng lúng sinh chị nha. Đi qua đây, hai đứa bay qua đây, nhanh lên. Thì sao sao? Hai đứa bay biết á là con Thảo á nó yêu anh Dũng của tao. Mà hai ngày nữa tao với anh Dũng cưới nhau rồi. Hai đứa bay á làm sao được thì làm, nghe chưa? Chị yên tâm. Chị nói vậy là em hiểu liền. Để em. Nè Thảo. Dạ. Anh biết rằng anh nói cái tin này ra em sẽ sốc lắm, nhưng mà buộc lòng anh phải nói. Hai ngày nữa là đám cưới của anh với anh này. Ừ ha, mày đi ha, mày đi ha. Đám cưới của anh Dũng với chị Mai. Nói cho đàng hoàng. Đây, thiệp cưới của anh Dũng với chị Mai đó. Em nhận đi. Lấy đi mà, lấy đi, lấy đi. Chị Mai ở đây ít mời ai lắm. Bởi vì cái làng này có ai chơi với chị đâu. Hả? Ừ. Ý em nói là cái làng này sao dám chơi với chị giàu quá mà. Chị Mai ở đây là giàu nhất cái làng này. Đúng rồi. Tiền chứ nhiều nhất cái làng này. Bởi vàng chứ nhiều nhất cái vàng này. Chưa kể chị ngu nhất cái vùng này. Ý em nói là cái làng này không ai ngu bằng chị. Nè. Ê, lỡ lời, lỡ lời. Nói như vậy mới đúng nghe chưa? Nè, anh Dũng á hả, kỳ này anh đi du học về nhà là để anh cưới tôi á. Mà biết làm sao không? Ảnh đi du học á là tiền của ba má tôi lo cho ảnh á. Ảnh thương tôi dữ lắm, bởi kỳ này về em phải cưới tôi rồi. Chứ đâu có cưới ai kia, đâu có chờ đợi ai kia đâu. Dạ. Ủa, em khỏe hả? Đợi chút xíu anh nói chuyện với em. Ủa sao vậy? Anh đã nói em rồi, em ở nhà đi, em đi ra đường làm cái gì? Em đi không mát. Không mát sao mà được? Đó em thấy không? Mới ngày hôm qua đó, tối em còn ở nhà em mập mạp đi ra đường mấy tiếng đồng hồ, bây giờ nhìn em ốm nhách đi nè. Trời ơi, sao vậy? Mấy cái loại sữa anh mua ở nhà có uống chưa? Cái sữa cái ông gì đầu trọc cái đúng rồi sữa gì cái sữa sữa ông thọ biết rồi để giỡn xíu nha xíu thôi đó thấy không, ảnh thương tôi dữ lắm á, ảnh mua sữa cho tôi uống bồi bổ tôi luôn á. Thôi từ bỏ đi, đi về đi. Quên nữa, trong thiệp á có ghi ngày giờ ra rõ ràng á nha, nhớ tới đúng giờ không thôi làm có chỗ ngồi đâu á. Dũng, nhắn tin anh làm gì vậy? Không có, anh coi giờ. Ngồi xuống đi anh đấm bóp cho, ngồi xuống đi anh đấm bóp cho. Đúng rồi, nè chị Mai. Chị phải về nhà liền thôi, chị phải về nhà liền thôi. Vậy chị? Em thấy rõ ràng con bầy dịch nó đông lắm, nó đang bơi vô cái ao của men cá tra đó. Bây giờ chị vừa về, chị cản lại mấy bầy dịch liền. Nếu không nó sẽ ăn mồi của men cá tra, chị hiểu không? Ủa nhà mình có nuôi dịch hả? Tôi có mua cái bẫy dịch, bà về bà coi đi để nó lạc. Hả? Ông xã mua dịch hả? Ông xã mua dịch để đám cưới hả? Trời ơi, dịch của ông xã là phải về liền, về coi liền. Rồi, bây giờ lên xuồng rồi, đi về liền nha. Lên xuồng lâu lắm chị, lên xuồng đi bộ chị, đi bộ. Rồi, vợ la liền nha, vợ la liền nha. Đi liền chị ơi. Trời ơi, dịch của ông xã ơi. Hay quá, bà đi. Trời đất ơi trời. Dũng ơi là Dũng. Sao vậy hả? Nó nghe nè, tình hình sức khỏe của ba mày đó, nó đỡ chưa? Sức khỏe ba tao yếu lắm. Chính vì vậy tao phải về đây để đám cưới với Mai, rồi cùng gia đình dọn qua bên đó sinh sống. Lúc đó tao sẽ trị bệnh cho ba tao ở bên bển. Nhưng mà còn chuyện lúc nãy thì sao? Tao hẹn Thảo ra đây là để nói về chuyện đó.
nhưng tao không ngờ có sự xuất hiện của Mai. Tao hết cách rồi. Mày có biết mày làm như vậy Thảo buồn, Thảo đau lắm không? Em sẽ không đau đâu anh. Tất cả những suy nghĩ và định hướng của anh đều đúng. Anh à, anh hãy chăm sóc tốt cho ba của anh. Anh yên tâm, đám cưới của anh em chắc chắn sẽ đến dự. Thảo, sông vẫn còn đây, người xưa giờ như bóng mây. Ngoài kia lá vàng rơi, thương con sao bay xa vời. Dù năm tháng đổi thay, tiếng ca vẫn như còn đây. Ngày xưa đứng chờ em, anh đâu biết con sông dài cùng mưa nắng ngược xuôi. Nhìn chiều chiều vui có đôi. Ngài đưa tiếng người đi, sông sâu cuốn trôi câu thề. Đời như nhấm bèo trôi, anh đi đã không quay về. Anh xin lỗi, anh không còn sự lựa chọn nào khác hết. Đừng giận, đừng buồn anh nữa. Ngày xưa đứng chờ em, anh đâu biết con sông dài cùng mưa nắng ngược xuôi. Nhìn chiều chiều vui có đôi. Ngài đưa tiếng người đi, sông sâu cuốn trôi câu thề. Đời như nhấm bèo trôi, anh đi đã không quay về. Xem lạnh từng đêm,
sông dài lưu luyến đưa con xuôi dòng, đưa một người đi nghe xa mấy sầu, đêm lạnh từng đêm sông dài. Hôm nay chị hát hay quá trời hay luôn. Dạ. Uống miếng nước đi chị, nghỉ xíu đi chị. Được rồi em. Dạ em chào anh Bầu. Dạ em chào anh Bầu. Dạ yêu, ra đây anh nói nghe nè. Dạ. Hát mệt lắm đúng không? Dạ. Tí nữa về ngủ một giấc lấy sức nha. Anh nói em nghe nè, có gì mấy bữa sau á, mình hát nhiều nhiều một chút ha. Hôm nay cái lương nó hơi thấp, cái món nợ của anh á, mình trả sắp xong rồi nha. Cố gắng hát giúp anh nha. Anh thương. Điện thoại. Anh nghe điện thoại cái. Alo. Cái gì? Alo. Ừ thì hát xong rồi. Hát xong rồi tiếp là sao? Rồi. Để tôi vô trong luôn này. Hai người đó đi đâu vậy ta? Đợi hai người đó xong á thì mình lấy xe mình đi về luôn nha chị. Dạ. Ủa em chào anh Dũng. Em vào đi. Chị muốn nói chuyện với anh Dũng một xíu. Dạ. Tại sao em nói với anh sau khi em lấy chồng em sẽ không còn đi hát nữa? Tương lai của em anh cứ để em tự quyết định đi. Nhưng anh chẳng thấy quyết định điều gì hết. Hầu như là tất cả những khoản tiền em kiếm được em đều đưa hết cho chồng em. Tại sao vậy? Chồng em có một khoản nợ khá là lớn. Em không còn cách nào hết anh ạ. Vậy tại sao ngày xưa em không chọn anh? Em sao vậy? Không, em không sao. Mà anh còn quan tâm em, nghĩa là anh không giận em nữa. Sắp có tiền. Thì được hai bài nữa luôn á. Đi ra nói với chị liền. Đi. Chị, bây giờ chị uống miếng nước xong sao? Chị chuẩn bị tinh thần vô hát thêm hai bài nữa nha chị. Dạ, ráng lên chị. Trời ơi, chị mệt lắm luôn á. Ủa, chị sợ khan tiếng hả? Không sao đâu chị, khan tiếng thì mình đi chích tiếp. Không? Dạ đúng rồi gì chị. Tuần vừa rồi chị cũng chích mười mấy mũi mà đâu có sao đâu. Cái này nhiều tiền lắm. Cái chỗ chích khan tiếng của chị còn đau hả? Em xin lỗi chị, em không biết, em xin lỗi. Nè, ráng đi chị. Bây giờ tiền bạc với tôi với ông là xong hết rồi đó nha. Ông phải giúp tôi đó. Biết rồi. Ủa, chào ông. Anh đây chi vậy? Không, anh vừa mới nói chuyện với lại Thảo. Trời chị... em là nãy giờ em ngồi em nói chuyện với chồng chị rồi phải không? Em chuẩn bị em ra em hát liền giùm chị nha. Ca sĩ tới không có kịp. Nhưng mà chị ơi em... Đừng có nhân nhị hết. Bây giờ tiền bạc á là chị giao hết cho chồng em rồi. Lo xong hết rồi nha. Cứu chị nha em. Nha chị cố gắng hả? Cố gắng lên. Chồng. Thôi em giúp chị nha. Rồi hai đứa lo cho. Thôi ca sĩ đi, giúp chị nha. Đừng tới giờ. Đi. Cố gắng giúp anh nha. Ráng đi chị, ráng lên chị. Cố gắng nha. Cố lên nha chị. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Lý Thu Thảo xin gửi đến toàn thể quý vị một liên khúc Đoạn Cuối Tình Yêu và Kiếp Cầm Ca. Và hai ca khúc này là một kỷ niệm đẹp đối với Lý Thu Thảo. Đến với con đường nghệ thuật âm nhạc này thì không chỉ có những người yêu thương mà còn có những người ghét bỏ. Nhưng vì đam mê, Lý Thu Thảo vẫn chọn con đường này để tỏa sáng, được hát cho tất cả quý vị cùng nghe. Và sau đây xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như
về sớm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh mãi còn nhau. Còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau, mình cũng xa rời. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho. Phân chia tình nghĩa không thành, đường em đi, em đi, đường anh đi, anh đi, kỷ niệm vùi theo tháng ngày. Đời vẫn thế rằng người là gian dối. Tổng quản xin thưa, tướng quân và tiểu nữ ngày hôm nay chỉ còn xe duyên cho một cặp nữa thôi, thì họ sẽ trở về cốt của ông Tơ và bà Nguyệt. Vậy tại sao, tại sao bây giờ lại không có ở điểm hẹn? Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, đây là lỗi của thần. Bây giờ thần xin sẽ xuống với hạ giới tới nơi điểm hẹn để ngăn cản cái mối lương duyên của ông Tơ bà Nguyệt ạ. Dạ Ngọc Hoàng ơi, thần tuân chỉ ạ.
tim em buồn băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường toàn thì. Vì đâu mưa em không đến, vào tim em bao cơn sóng. Để tình anh sắp đến xuân hoa màu. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Từng bao tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa màu. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Bao tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa màu. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Em Nguyệt. Trời ơi, thiếp và chàng không thể nào đụng chạm được vào nhau. Ta hỏi nè, xe duyên thì ta với nàng đã xe duyên cho biết bao nhiêu cặp nam thanh nữ tú trên trần gian này rồi. Hả? Tại sao mình không đến được với nhau? Đây nè, đây nè, cái cặp cuối cùng đây, Minh Vi Cẩm Ly xe rồi. Đây ha. Một cặp xe đó bây giờ đi đó, chấm cái gì là cặp đôi vàng một cặp đó. Bây giờ mình phải làm sao đây hả chàng? Ta quyết định rồi, ta không làm được. Chúng ta làm như vậy á thì chẳng khác nào. Phải, chúng ta đang chống lại lệnh của ông trời. Ta đã tính toán hết đường đi nước bước cho ta và nàng rồi. Chỉ có một người có thể giúp đỡ mình thôi, đó chính là Tiểu Đồng. Sao? Tiểu Đồng! Yeah! Nó có... Chị là gì vậy? Kêu nó tắt nhạc giùm cái thì mệt quá. Ê bà mướn bà quen mà kêu tắt đi. Tắt? Tôi biết kêu giúp cái gì rồi. Mỗi lần kêu tới tên tôi là biết là trung gian kết nối tình cảm cho hai người đúng không? Đúng. Dạ tôi lại ông bà luôn, tôi lại ông bà luôn đó. Mấy người nhớ lại giùm đi, hồi trước mấy người là ông Tơ và Nguyệt cũng lén lút yêu nhau hẹn hò riêng tư nè, bị đài làm tướng trời với tiên nữ rồi, còn chưa tởn hay sao? Giờ còn muốn yêu nhau nữa hả? Ráng đi, xe duyên cho một cặp cuối cùng thôi, được trở về hình hài ông Tơ và Nguyệt làm tiên cũng sướng nè. Bao nhiêu cặp đang đợi kìa, Quang Linh với Hoàng Nhật Nam đang đợi đó. Xài quá xài à. Đâu ra mà có cái chuyện đó nữa. Minh Dự, Minh Vi được không? Không muốn phải đừng có xe. Không có được, bây giờ là phải giúp giùm cái đi. Bây giờ con không giúp ông được, nhưng có một thứ giúp được hai người. Ê, con kiếm được cái này hay lắm. Vậy hả? Wow, cái gì hay dữ vậy? Kinh khủng thiệt. Trời ơi, không có phép đâu, khỏi kiếm. Vậy hả? Ủa, cái gì vậy? Thấy cái gì không? Miếng vải hả? Tấm vải. Đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh, và lấy vải dày che đố ai thấy được. Hay hay quá, quá thiệt, đúng là diệu kế.
Ê, tiếng đó này quen quá. Cái ông thần tổng quản, ông đang cởi may xuống đó. Không ổn rồi. Tiểu độc. Không sao, bây giờ có tấm vải dày này rồi. Hai người âu yếm làm gì làm, con che cho, ông không thấy được đâu. Thiệt hả? Thấy chưa, nếu mà ông nghe là ông lên tiếng rồi, đâu có im re vậy được. Ê. Ủa, ông đi hướng nào vậy? Hướng này. Tức ghê, sân khấu thiết kế hai chị hai cánh gà ghét dễ sợ. Trời ơi, mất tiêu rồi. Đâu có ai, đâu có mình con hà. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, cái phép nó thần thông quảng đại quá, không được, phải đi kiếm nó bằng được. Mất tiêu luôn rồi, trời ơi. Ông trời ơi, nó mất tiêu rồi. Chỉ là thằng shipper nó không gạt mình. Ai nhớ và yêu nhiều hơn thì người đó sẽ chịu nỗi đau khổ lớn nhất. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp những ánh sáng lung linh, soi rọi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đời vây quanh em hơi ấm của anh, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Vì đâu tan ra thành khói ngàn ơi. Ông thần ơi, mùa này đang là mùa đông phải không? Đúng rồi. Con thấy á, mùa đông đâu có lạnh đâu, mà cái mùa lạnh nhất là cái mùa mà người ta không có được người mình thương. Đường vào tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Không ai trả đã không, ôi có hai người kia kẻ lại mời gọi vé số này mọi người ơi. Bởi rứa ông bà ta nói một câu không bao giờ mà sai hết. Đúng là cái bến phà nó ồn như cái bến xe á, chán nản thiệt luôn á. Còn cái thằng chị, thằng bạn Chí Cốt, hẹn sáng sớm mà không bao giờ thái mặt. Thiệt sự thằng đó cao giờ mà hả, cuộc đời nó nghe tao nói thiệt á, không bao giờ mà thấy nó xuất hiện mà đúng cái gói bánh nó ra. Rồi con Thảo vợ đây rồi, thằng Dũng chồng mô. Chuyện gì đó? Thôi biết rồi, đừng có giận nữa. Tại vì không phải mình lừa gạt là vậy, là tại mình kiếm tiền, hiểu không? Gần Tết tới nơi rồi, 28 Tết rồi, mình kiếm tiền vợ chồng mình bươn chải cuộc sống mà. Một hai lần á em không nói, mình làm nhiều quá em thấy tội lỗi quá anh à. Anh nhớ không, cái mùa giao thừa năm ngoái á, mình đâu có cần lừa gạt ai đâu. Em á thì phụ chạy bán cơm, anh thì đi giao nước đá. Mình vẫn hạnh phúc đó thôi anh. Anh à, em muốn mình quay lại của mùa giao thừa năm ngoái đó.
đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân em đã hẹn hò, như ướm tình trong cánh hoa mơ khơi hương theo làn gió. Anh bảo rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thưa, đi ngang qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mang lá hoa, xuân qua dùng đường tơ. Bước sông hồ như gẫm như mơ, hẹn gặp nhau khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có anh ở xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có anh ở xuân vắng người thương. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Tại cái bị mình ráng mình làm đi qua cái giao thừa này thôi, anh hứa là mình không làm nữa được không ha nha. Tôi nói là tôi không có làm nữa. Mệt. Ê, có môi kìa, có môi kìa. Vậy sao nó không làm nữa? Thì hồi nãy chưa có môi. Trời đất ơi. Nhan đi, nhan đi, nhan dạo đi, nhan dọ đi. Alo, con sao rồi em? Ngân hàng đông quá. Rồi vậy nghe. Rồi. Ừ. À, anh ơi. À, dạ. À, anh cho tôi hỏi là cái phà này đi qua chùa đúng không anh? Ờ, à, đúng rồi. Dạ, tôi cảm ơn. Ờ. Khoan, chưa thể lên phà được mô. Ủa sao vậy anh? Bởi vì Bảo đã sang phà Rạch Miễu qua lẻo đẻo theo sao, đội bóng trang trên đầu ơ hời, dường như áo của dao. Đó là sao? Không hiểu hả? Ý của thằng mập này nó muốn nói là áo bầu đỏ cánh kiến ớ hơ, da bầu còn phù sa. Ủa là sao? Ủa vẫn không hiểu hả? Ý hai ông này nói á là phà qua bên kia sông lâu rồi, xa lắm. Dạ dạ dạ. Ráng chờ phà đi. Nhỏ nói chính xác dễ sợ. Thôi tao nói mày nghe, bây giờ đang đợi phà. Ô chào ơi, ô chào ơi. Dạ dạ gì? Không ổn rồi. Ấn đường đen tối mai mờ che khắp lối. Đang có chuyện khuất mắt tao làm đúng không? Tao đoán nghe, gia đình My đang có chuyện buồn. Không ổn rồi, phải giải hạn thôi. Giải hạn bằng cách nào anh? Có bói. Ai bói hả? Bói đi. Bói thập cẩm này, bói cái gì cũng có đi. Bói về tình duyên cũng có, bói về sự nghiệp cũng có. Và đặc biệt bói giỏi nhất là bói về gia đạo đây. À, tôi muốn giải hạn á. Muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ dạ dạ. Nhanh nào, tiền lễ đâu? Dạ đây. Ý tôi nói là muốn giải hạn thì phải đặt tiền lễ. Dạ tôi đặt tiền lễ rồi. 50.000 là tiền lễ ốc ba. Chứ bao nhiêu? Muốn biết bao nhiêu à? Vợ. Khỏi vô. Nếu á như cậu mà coi về đường tình duyên á, thì tôi khuyên cậu nên sử dụng combo 370. Coi về đường sự nghiệp á, 700+ á. Còn coi về gia đạo, 1.2 triệu. 1.2 triệu? Ừ. Gì cha? Đi coi giải hạn mấy gì kỹ cha. Hơi chợ. Nè, bây giờ như thế nào? Có muốn đặt tiền lễ, có muốn tôi giúp cậu giải hạn hay là không? Dạ có. Dạ dạ tiền lễ đây ạ. Được, vậy thì hãy bày tỏ câu chuyện của mình đi. Dạ,
Dạ thưa thầy, chuyện gia đình em thật ra là gia đình em có một chuyện. Khoan, ngừng. Nếu như gia đình cậu đang gặp chuyện thì mình phải giải quyết từ cái chuyện đầu tiên. Tại sao gia đình cậu đang gặp chuyện? Bởi vì tôi chắc chắn một điều, trong gia đình của cậu tất cả mọi người đều có dòng theo. Đứng lên đi. Để giải hạn được, tôi có một cách cho cậu. Dạ, cách gì ạ? Cậu phải cạo đầu. Bởi vì khi cậu cạo đầu, vong hồn nhìn thấy vào sẽ tưởng cậu là thầy, lúc đó mới sợ. Tôi biết mái tóc mình nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lớn, cắt đi thì rất uổng. Nhưng hãy vì chuyện gia đình, hãy cùng với tôi nhìn ngắm mái tóc lại lần cuối cùng. Cậu à, tôi nghĩ là vong đã bớt theo cậu chút đỉnh rồi đó. Nhưng để vong không muốn theo cậu nữa thì cậu phải sử dụng loại nước phép. Dạ, cái cách dùng với lại liều lượng nó như thế nào ạ? Không có liều gì hết, thích là uống. Vậy thôi, kể tiếp câu chuyện để tôi còn tiếp tục giúp cậu giải hạn. Dạ, cái chuyện gia đình em là như thế này. Em có một đứa con mà nó sắp phẫu thuật rồi. Em muốn cái ca phẫu thuật đó được thành công và suôn sẻ. Thầy giúp em với. Chuyện đó là chuyện bình thường, yên tâm, tôi đã có cách để giúp cho cậu giải hạn. Dạ. Ủa nước đâu thầy? Nuốt rồi. Khát uống ở này làm phép nhà rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy cho con tiền lọc. Bậy, không phải lọc. Đây là số tiền mà tôi đang giúp cậu giải hạn đó. Bây giờ cậu dùng 10.000 này đi qua thằng mập đó, mua bó nhang rồi lên chùa khấn đi. Ủa là sao thầy? Ca này thua rồi. Cái chi? Ra như nó nói chi mà mặt buồn đó. 10.000 hả? 10.000 mua được có cây nhang à. Quan trọng là tấm lòng. Thôi lên phà qua chùa cầu bình an đi. Đi hỉ. Chúc may mắn hỉ. Đáng thương quá trời ơi, cậu trai trẻ đáng thương quá. Đáng thương, dễ thương mà. Nè. Bao nhiêu? 1.2 triệu 400 400 điện thoại, Ai chỉ ai? Để chuông, ta đã dặn là làm gì, để chế độ im lặng đi mà. Tao để im lặng mà. Tao không có điện thoại. Của ai? Không phải của em. Alo, em nè. Bây giờ bác sĩ nói là mình phải làm theo thủ tục, phải đóng tiền thì mới được mổ mắt. Alo, sao anh không trả lời em vậy? Anh có nghe em nói không? Alo. Y tá, con tôi sao vậy nè? Y tá ơi. Chết rồi My ơi. My ơi, đứa là con của hắn, mổ thiệt đó. Thấy chưa, em nói với anh rồi mà anh. Mình cứ làm những cái chuyện này á, trước sau gì cũng có chuyện nè. Cái này phải tại anh đâu, cái này là tại thằng kia, ai biết tự nhiên nó có con là cái gì. Thôi My ơi, My tù lô vừa thôi. Rồi lỡ My có con thì My biết. Con tôi tự biết tính, tôi tính khác. Hiểu không, có con tôi không giờ tôi để nó bị vậy á. Hay lắm. Anh tính gì, anh tính đi. Em có thai rồi đây nè. Giỡn hả? Mitolo nghe. Giỡn chơi phải không? Em nói thiệt. Thảo. Giỡn. Đúng không? Hả? Em nói lần cuối cùng là em nói thiệt. Không phải. Thiệt hả? Không phải. Không phải. Từ từ. Có... Anh không có tình thương thì làm sao mà anh chăm sóc con của mình cho tốt hả được? Không phải, tại vì con người ta anh nói vậy thôi chứ con mình thì tính khác mà. Hả? Đúng không? Hả? Nếu như mà anh thương con với em á thì anh đừng có làm những cái chuyện này nữa. Anh chị ơi, anh chị. Hả? Đúng. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh chị nhiều. Anh chị có biết cái ngân hàng nào mà gần đây không? Tôi chạy ra tôi rút tiền cho con tôi phẫu thuật liền anh chị. À không, mấy cái ngân hàng mà lân cận nữa. Có không anh chị? Có
có một cái ngân hàng trên tỉnh đó, nhưng mà bây giờ mà My chạy lên đó là cũng tối rồi, trễ rồi. Rồi tiền đâu mà tôi rút để cho con tôi phẫu thuật đi? Sao không lỡ nó ở bệnh viện đi? Tự nhiên chạy vòng vòng rồi đi vô chỗ bến phà người ta làm gì? Sáng giờ ngân hàng nó đông quá, tôi mới đi ra ngoài, tôi cầu bình an cho con tôi. À, ông anh ơi, à, cho tôi gửi lại tiền, coi như là cho tôi xin lỗi nha, tôi thấy vậy giúp đỡ rồi nha, chứ tôi không phải là lừa gạt hay là gì đâu nha. Gửi 48, xin lỗi hả? Tôi cảm ơn. Quá quá, cái gì? Cái gì đó? Gọi điện thoại cho thằng Kiều. Thằng Kiều răng. Thằng Kiều ngân hàng làm răng. Kiều nó bóng số tôi tự dẫn ông này tới lấy. Anh nó làm ngân hàng, đúng rồi. Răng, răng mi nghĩ ra hai đứa. Tại ông này tao mới nhớ ra thằng Kiều nè. Tôi nói cái gì? Nãy ông nói gì? Cảm ơn tiếng Anh dịch ra là Thanh Kiều, tự nhiên nhớ vậy thôi. Đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, nếu mà My cũng nghĩ ra xuất sắc, đúng là tuyệt đỉnh xong ca. Alo Kiều hả? Bây giờ My lái giùm ta cái số thứ tự gần của My nhất nghe. Đừng có nói nhiều bây giờ, ta quả liền nghe. Canh cửa hàng giùm ta nghe, đi. Tôi cảm ơn. Đi, nhanh lên. Đi, lẹ, dẫn đi, lẹ nha Mọc ơi. Xuân đến xuân đi, xuân về mang thương nhớ, xuân qua để biết tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mang lá hoa, xuân qua dung đường tơ. Em đến cùng đón giao thừa, ngày xuân năm thương ta trao bao lời tình ca, cùng nhau mình nắm tay say đời, ước mơ mai này tươi sáng tương lai. Vì em, vì đứa con yêu, dù khó khăn ưu phiền anh biết lòng. Được gần bên giờ, những hình bóng mẹ con em luôn ở mãi trong lòng. Mấy ngày Tết này anh cố gắng làm thêm, để cục cưng ra đời được đủ đầy sung sướng. Anh hãy vui lên chào bình minh rực sáng, đón xuân này ta luôn nhớ xuân xưa. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi, trời ơi, khổ ghê. Ê! Trời đất ơi, ông trời, con khổ quá mà. Con là thần tổng quản mà ông bắt con đi theo ông Tơ Bào Nguyệt từ kiếp này qua tới kiếp khác, cho tới bây giờ con làm con người luôn rồi nè. Con cũng chưa tìm thấy được ông Tơ Bào Nguyệt. Sao vậy? Biết tới chừng nào ba người tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ, mới trở về trời được đây? Ông mà cũng thiệt, ông khó ghê luôn á. Ổng muốn á là ba người của con phải là có chung một cái cơ duyên, cùng gặp mặt nhau rồi cùng làm hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đó mới trở về trời được. Ông trời ơi, sao mà khó quá vậy? Ê, ông Tơ Bà Nguyệt, ông Tơ Bà Nguyệt đã xuất hiện rồi, bây giờ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt ơi, cố lên nha. Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay,
làm sao chung đường chung bước. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào không xót xa. Cô với tôi đang có chung một cái nỗi buồn với nhau á hả, đúng không? Mà cái lời tâm sự đó vậy cuối cùng là chồng của cô sao vậy hả? Ờ thì chồng tôi ông bỏ tôi đi theo người khác rồi. Mà còn anh, vợ anh đi theo người khác hả? Không, người khác đi theo vợ tôi. Hey! Hả? Cô ơi, cô cái vụ gì? Ủa, ở trên cái miếu này đang vắng mà tại sao lại có người mà đâu? Đi cái tướng gì sao cái mặt sao? Cô ơi, không ổn rồi, coi chừng là cướp hay là giao cái gì bậy bạ ở đây đó. Gì ghê vậy? Núp đây nè. Gì? Đây, đứng đó. Cô mà tiến lại gần là tôi la lên đó nha. Bơm đúng không? Bơm vào trong cái vỏ đó đúng không? Bơm cái gì mà bơm, cái này đồ ăn của tôi mà. Cái gì? Đồ ăn. Thằng hồi nãy shipper. Trời. Giao đồ ăn rồi tại sao đi về quay lại đây làm cái gì? Tôi muốn làm, tôi muốn sợ ai kệ tôi chứ anh mắc cười quá, anh hỏi tôi làm cái gì, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Dơ quá cô. Gì cô? Cô đây, cô làm gì vậy hả? Trời ơi, tôi muốn tự tử. Hả? Cô tự tử sao? Cô không đi đâu, cô nhảy sông nhảy suối tự nhiên cô vô đây cô ngồi ăn bánh bao sao chết được? Tôi sẽ ăn hết cái đống bánh bao này, sau đó cái người tôi sẽ mập lên, nó sẽ nổ tung, tôi sẽ chết. Mà sao đi tự tử vậy? Tôi bị thất tình. Người yêu của tôi là chồng sắp cưới của tôi. Hồi trước á, tôi đâu có mập vậy đâu, tôi không nhôm nhách à. Sau khi rồi khi yêu ảnh, quen ảnh thì tôi mới đi học những cái lớp nấu ăn, tôi nấu những món ăn cho ảnh ăn. Nhưng mà tôi nấu ngon quá mà, tôi phải ăn trước chứ, ăn nhiều quá riết mập dần đều theo thời gian. Bây giờ anh chê tôi mập, tôi xấu. Mà còn nữa, chỉ vì một cái đêm hôm đó tôi nằm kế ảnh, tôi lỡ tay gác nhẹ lên cái cổ của ảnh rồi, anh chửi quá trời, anh chia tay tôi luôn. Cái cù chỏ mà cô chấn vô trái khế, người ta dập trái khế thì còn gì là độ chua nữa. Nói chung tôi buồn lắm anh Nhân ơi, anh tôi Nhân. Em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ủa anh Nhân. Nhưng á, bà đứng im ra đi. Tôi sợ bà lắm rồi nghe, bà tránh xa tôi ra nghe. Nhưng mà ông lẽ gì cái lý do nhỏ xíu đó mà anh bỏ em? Bà muốn biết cái gì? Không phải vì trái khế của tôi đâu, mà tại vì bà mập, bà xấu. Ôi anh ơi, anh ơi, cái mũi mới sửa lẹo đâu bị gì á? Ôi cái mũi em mà nó bị gì chắc anh không yêu anh nữa đúng không? Không có đâu, em yên tâm đi, dù em có xấu cỡ nào đi chăng nữa, em có không có lỗ mũi đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em mà. Ủa mà không có cái mũi sao thở? Em yên tâm đi, anh sẽ lấy nhịp thở của trái tim để gắn anh lỗ mũi của em. Yêu quá. Tôi nói cho bà biết, không những bà mập bà xấu nha, tôi chia tay bà là thêm một lý do nữa là tại vì đi với bà lúc nào cũng xui. Ủa, mắc mớ gì đây với em rồi? Bà không nhớ hả? Có một cái hôm nữa tôi đi xin việc, tôi lên tôi xin việc làm cái bà, một hai bà đòi đi theo cho đã, cái bà vừa mập, bà vừa nặng nề, bà lết, tôi lên tới chơi, nó hết giờ nộp đơn hết mất việc luôn. Một bữa khác nữa, tôi đi qua chỗ khác tôi nộp đơn, tôi được phỏng vấn, tôi lên tới trên đó tôi để bà ở nhà. Tới giờ tôi phỏng vấn, bà gọi điện thoại tôi, alo anh ơi về đi, em có bầu rồi. Tôi bỏ phỏng vấn bỏ hết, bởi về nhà chở bà đi khám, về mới biết bà bánh bao sình bụng. Ông Tơ và bà Nguyên, cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời phục chức.
Nhìn đi, ta có món quà tặng cho hai người. Nói nghe nè, hát về đủ rồi, đi 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 về trời, lẹ lên nha. Đi thôi. Đi thôi, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Dạ. Thảo ơi, mở cửa đi Thảo. Thảo, sao anh bấm chuông hoài mà em không ra em mở cửa? Thức khuya thức thơm riết bây giờ con mắt kìa nó thâm quần rồi kìa, em thấy chưa hả? Cái lý do gì mà thức khuya vậy? Thì tại anh chứ tại ai? Anh ơi suốt đêm em làm cái gì hả? Thao thức vì anh, ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại thắm ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đêm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa em biết chẳng nghe. Thương anh nhớ anh tất cả là anh, còn gì đem bao
cả một đời là mình mãi mãi gần nhau. Thảo, xưa giờ mình chưa có gì hết á, bây giờ nhà nắm tay cái được không? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để chúng ta cùng nhau đi đến con đường hạnh phúc. Ai vậy? Con đừng hỏi ai mà cô sẽ trả lời cô, đây chính là má của con Thảo. Ôi trời. Ôi, à. Ủa? Dạ, chào cô. Trời, cô giới thiệu cô đó, thì cô chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, con chào cô. Mày tên Dũng phải không? Ủa? Tao biết rồi. Dạ. Bữa nay hình như là con đưa ba con qua đây để dạ. mà nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Con Thảo nó cũng nói với bác rồi. Dạ. Cho nên bữa nay bác chuẩn bị một cái mâm cơm để đãi ba con. Má em chu đáo lắm. Ừ. Chết rồi. Ui má ơi. Cái mùi khét. Không được. Bác quên tắt lửa cái nồi thịt kho. Chết rồi trời ơi, cái nồi thịt kho của tôi. Ê, trời ơi. Mày... Ủa, cái gì vậy cô? Sao má? Trời ơi, bữa nay gia đình mình làm ơn ăn thịt kho họ trứng cút nghe con. Anh, má em không biết hôm nay làm sao á. Trời đất ơi. Dũng ơi. Dũng ơi, Dũng. Ủa, ba. Ba. Nhà cửa rộng rãi quá ha. Cái gì cũng có. Chỉ có cái chuông cửa không có. Dạ, không phải ba. Nãy con vô con bấm chuông nhiều quá, lờn cái nút nó rớt cái chuông rồi. Rồi cái chuông đâu? Trong túi. Hèn chi. Hồi nãy mày nghe tẹt không? Ba bị điện giật. Tao đang bị giật ngoài đó đó. Hả? Giới thiệu đi. Bà, dạ con chào bác. Dạ. Dễ thương. Dạ. Lớn hơn bay 2 tuổi ha. Có gì đâu giấu, gái lớn hơn hai tốt chứ sao. Mai mốt tao tới sân bay là tao được ngồi hạng thương gia không? Sao vậy ba? Có con làm phi công. Ôi. Nhà đẹp quá. Ai? À? Ai vậy? Chị Xu ơi. Chị. Tình đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tìm đôi đứa đôi nơi. Má. Bạc trắng lưa hồng nên đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa. Đơn đau này muôn kiếp không nhòa. Quên, chỗ này quên. Đến lúc cần là không con đừng lo. Đây là mối quen biết cũ. Không được. Làm sao? Chọn hết ngày lành tháng tốt rồi thì bây giờ cứ cho đôi trẻ nó đến với nhau. Nhưng tôi nói không được. Quá đơn giản, không có gì là không được hết. Không thể nào bà... được. Đứng lại. Quay lại đây nhìn nhau cái bạn già. Ôi bà... Vẫn khỏe ha. Trơ trêu
à, ngày hôm nay à, tự nhiên là làm anh xui chị xui với tôi luôn. Ba ơi, ba sao vậy ba? Không có gì hết á, đây là chuyện người lớn con, còn cái chuyện của con đâu đó để ba tính. Tôi không phải là người thủ cụ bài tân, bỏ hết đi ha. Vì tình yêu của đôi trẻ, dẫn cho bọn nó lấy nhau. Tôi không bằng lòng. Bọn trẻ không có lỗi gì hết, bà hiểu chưa? Tôi không chấp nhận. Tôi muốn đám cưới phải diễn ra. Tôi không bằng lòng. Tại sao? Tại vì nó là con ruột của ông. Bác, bác ơi. Những điều mà ông thấy chính là tôi đã sắp xếp ra tất cả. Tôi muốn trả ông trở về với gia đình giàu có của ông. Ông có biết rằng cha mẹ của ông đã khóc thật nhiều sau lưng ông trước mặt tôi không? Cái nghèo nó đeo đẳng ông suốt cả cuộc đời nếu ông đi theo tôi. Tôi không muốn cho ông biết là gì. Tôi không muốn ông bận biểu với mẹ con tôi nữa. Má, đây có phải là người mà má hay kể cho con nghe hàng đêm không hả má? Ba ruột của con đó, Thảo ơi. Má, bà giải phóng cuộc đời cho tôi hả Hằng? Hay là bà giải phóng cho tôi khỏi cái quyền được làm cha? Hành động của bà đã nói lên tất cả những điều tôi muốn. Bà, ly nước đổ rồi không hốt lại được đâu Hằng ơi. Cùng cha khác mẹ. Rồi giờ sao đây Hằng? Trời ơi, bây giờ sao đây Hằng ơi? Quá đi. Hả? Em là chị của anh. Cho một người ôm nỗi sầu, nhìn theo một chiếc xe hoa. Người hai bên lưng thanh thang, từ đây đôi nẻo quan gian, không cho đời ba trắng lửa hồng. Người hai cho đời bát trắng lửa hồng. Quá nghiệt, quá nghiệt. Tại sao lại như vậy ba ơi? Cũng khuya rồi, thôi mình đi nghỉ đi anh. Có gì á thì ngày mai mình tính tiếp nha anh. Anh nói thiệt là anh lo lắm. Bọn mình nghèo túng để
cho quên, ngày sau giàu có mới thương tình. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ cho em ngồi chăn hừng hờ gần nhau. Trời sinh vôi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhật. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt. Trời đất ơi, kinh khủng thiệt. Chỉ mới hát có một bài thôi mà đã sáng rồi. Em ơi, nhé ra cho con chơi diều nè. Trời ơi, diều bay cao quá trời luôn nè, trời ơi. Anh ơi. Ơi. Hả? Con diều ở đây nè. Chị nãy giờ anh giật cái gì? Anh giật gió. Trời ơi, con diều của con nó bị đứt rồi. Dạ. Để chú Tèo cột lại cho, mấy cái này hồi xưa là chú anh cũng làm rồi. Anh kia bà... dừng tay lại. Chết với tôi. Trời ơi. Nợ nần nhà, mở ba mở hai tật sao không trả. Chưa có tiền nữa, thiệt mà cậu. Nghèo mà lùng. Bây giờ mày có trả nợ không? Con mượn tiền là con mượn người khác chứ con không có mượn cậu. Mày mượn ai? Mượn ba hai thì trả ba ba. Trời ơi. À. Chuyện gì vậy Minh? Thoáng con xuồng bé nhỏ có mong manh. Thôi! À! Sao mỗi lần mà bé ba xuất hiện là phải hát bài Chiếc áo bà ba? Chỉ vì đơn giản một điều là không có bài Chiếc áo bà hai. Hai đứa nhỏ ra ngoài chơi để má giải quyết công chuyện nè. Dạ. Dạ. Lời nói đầu tiên cho bà gửi lời chào thân thiết thân ái đến hai đứa. Không biết là khi nào hai đứa trả tiền cho bà? Có khi nào bà nghĩ rằng hai đứa không có tiền trả cho bà hay không? Vậy có khi nào hai đứa nghĩ rằng là hai đứa sẽ không còn một giống lúa nào để trồng hay không? Vậy có bao giờ bà nghĩ hai đứa sẽ không bao giờ trồng lúa mà trồng một trái khác không? Vậy có bao giờ hai đứa nghĩ là hai đứa sẽ chuyển sang trồng quýt không? Vậy có bao giờ bà nghĩ là bà sẽ cho hai đứa mượn tiền một lần nữa không? Vậy có bao giờ hai đứa nghĩ là hai đứa mượn tiền một lần nữa rồi sẽ trả tiền cho bà không? Vậy có bao giờ bà nghĩ đợt một chưa có tiền trả, đợt hai lấy đâu ra trả không? Vậy có khi nào... Đây, đúng rồi đó con, càng như vậy là đúng lúc đó con bà hết vũ khí rồi. Ôi, cuộc đòi nợ nào mà tao lao mới lao vậy đó. Mở ba tôi mà đâu bằng mở hai. Mà bước ra đây đòi cứ có khi nào hoài. Hãy nhìn bà hai đây nè. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là tiền. Bà hai, bà khoan đã, qua đòi nợ. Đòi tiền. À đúng rồi, quên. Mà chưa đòi được cái gì hết. Ông chủ tao mà ra là mày thấy cái cảnh. Thôi cậu ơi nha. Ông là cao to vạm vỡ, không chả cái lòng tán này liền. Thôi cậu ơi, cậu đừng có kêu. Dạ cậu ơi, ông chủ. Mới vừa hò nát cái mặt luôn á thiệt. Ông chủ, đòi nợ nó kia. Tha cho nó đi. Bây giờ bà không thể nào làm người có văn hóa được nữa. Tao
tao hỏi tụi bay là khi nào trả tiền cho tao? Cái mùa năm nay á, sâu nó ăn lúa nhiều quá nên con không có tiền để con trả cho bà. Dạ, không lấy kem đánh răng chết vô. Đi. Bà lộn, bà tưởng là bị sâu rắn. Lộn. Tôi quái bà chủ này lắm luôn rồi thiệt tình. Đây để bà giải quyết. Thiếu nợ người ta, tao qua đòi nợ, tao khát khô cả cổ mà không mời tao. Dạ không có, tại nãy giờ bà nói quá con cản. Con giải thích, con đi vô lấy nước. Dạ. Cái gì là giải thích gì vậy? Rồi, biết rồi. Hai đứa nhỏ không bị sao hết. Cảm ơn tụi con ngang. Anh Tèo, chồng tôi nữa. Chồng mình ơi. Mình ơi! Đồ thằng Thi! Mày khùng hả? Mình ơi! Trời ơi, sao mày can đảm quá vậy? Thấy người ta nhảy xuống dưới người ta chết thì mình phải cứu chứ. Bất quá mình nhảy xuống mình uống chút xíu nước thôi, đâu có sao đâu. Trời ơi trời, ông tiên dưới này thường kìa. Hai đứa là người ơn. Bên này nợ ơn bên này. Nợ cho khất nợ luôn. Không cần phải trả nợ, hoặc khi nào có trả nợ sao cũng được. Con họ không có tiền trả mà bây giờ lúa vậy, với lại hai vợ chồng tụi con ráng kiếm tiền đám cưới á, nên bây giờ cái khoản tiền nó bị hụt, không có tiền trả cho hai bà. Bà ơi, con xin lỗi. Đám cưới có mời bà không? Dạ thật sự thì nếu mà thật sự hai vợ chồng có tiền đám cưới thì dạ chắc là dạ mãn phép xin được mời gia đình bà. Không cần đợi có tiền mới làm đám cưới. Mời bà đi cho tụi con 30 bàn. Wow. Hả? Anh Tiều, 30 bàn kìa anh Tiều. Trời đất ơi. Ông quyết định là mời cả làng luôn. Cảm ơn bà. Mời cả làng cho vui. Mọi người ơi, mọi người ơi, đúng rồi, đốt pháo lên. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Làng đêm băng qua kinh nói tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè. Làng mang yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe anh ca trong nắng chiều vàng quê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng. Cho dù sông cạn đã mòn, nhìn câu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhìn
có lẽ một ngày em quay về đi, về bên anh ta bước tiếp con đường. Có lẽ một ngày em không về nữa, người ra đi nhưng nước mắt tuôn rơi. Có lẽ cuộc đời không như mình nghĩ, về đi em ai cũng có gia đình. Có lẽ cuộc đời mai sau sẽ có một không gian nơi trái đất yên vui. Giọt nước mắt cho cuộc tình đã rơi, vì trái tim đã không còn hai đứa. Tình sẽ đau khi cơm áo gạo tiền, và sẽ vui khi ta biết bao nhiêu. Dù biết trước em về là khổ đau, tình chúng ta thôi anh đành xin lỗi. Về với em anh còn nợ gia đình, bên gia đình bên nợ yêu nhau. Về với em anh còn nợ gia đình bên nợ yêu nhau. Chi? Chi à? Chi ơi? Chi à con ơi? Con trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Mẹ? Cô Thảo mà Chi? Không mẹ. Cô Thảo nè Chi. Không mẹ. Ồ thì mẹ. Mà thôi Chi làm cái gì vậy? Thôi để cô Thảo ru cho Chi ngủ nha. Dạ. Còn cha còn mẹ thì thơm, không cha không mẹ, không cha không mẹ như đường đất dây. Con đường quen lối đi mà đầy năm im đó. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm? Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm? Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón? Biết nói gì đây hỡi em mà sao nỡ đành quên.
Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hê, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi. Bây giờ mình tiến hành luôn á. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây. Đúng rồi. Chết rồi. Không sao, bình tĩnh nghe. Rào. Dạ. Anh muốn nói gì nói. Đâu vậy, bà chủ ơi. Bà ơi, trời ơi, bà chủ mình đi đâu mình đi đường đó vậy? Ủa tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu tao đi chứ trời. Bà ơi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa đi vô đây. Dạ. Uống Thảo hả? Trời ơi, Thảo bữa nay bị ông chích gì bự dữ mày? Dạ. Mày đi qua đây tao nói nghe nè. Không phải Thảo đâu. Ủa sao con bạn mày đi theo mày hoài vậy? Dạ. Cái này mày sao vậy? Đi ra đây tao nói nghe nè. Dạ đây. Bé ơi, em buông Dũng ra chị nói chuyện coi. Đừng có kéo nữa là nó đưa cái mặt. Mặt gì? Cái mặt tình cảm hai đứa đó. Trời đất ơi, cái mặt tình cảm gì bây giờ? Buông ra tao nói chuyện. Buông ra thôi. À, cái thằng này. Mày tới mày mua máu nữa rồi phải không? Ôi. Mày biết nó tao liệu nghe mày rút cái sợi dây này ra chết nó hay sao? Hả? Cái thứ quỷ yêu của mày sao đuổi hoài mày không đi vậy? Minh Dữ! Cái gì? Mày ra gặp bạn mày kìa! Bán đồ, lo bán đồ, đổi địa điểm ế gần chết, gần kêu hoài vậy? Con nào bình đầu như mới bị chụp ổ xong vậy? Có cần ra mượn cái hình tộc vuông caro che mặt mà trước khi lên báo không mày? Dạ thôi, ra cho em lại. Trời ơi, quỷ mà tóc dài mà để râu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng hả mày? Sao cái thứ mày ác ôn vậy? Nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nó nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng thì mày biết để tao chửi mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Lẹ đi. Nè cái thứ mày nghe. Mày phải để cho nó bị bắt chứ mày làm vậy nó hại biết bao nhiêu người rồi. Bắt cái gì? Bây giờ bắt nó mày mai mốt người đâu nữa mà tôi bán máu. Ủa tao có cho mày bán máu không Dũng? Mày bán riết rồi mày nghĩ coi mai mốt con của mày chưa hết bệnh nha mà nó còn sống còn mày chết ai nuôi? Tôi không cần quan tâm làm cái gì, chuyện gia đình tôi tự tính. Kệ mấy người, về đi. Kệ đi. Sao mà đánh nó vậy? Tao kệ mày được, tao kệ lâu rồi Dũng. Hai cha con mày ở đây, tao có lấy một đồng nào không? Tao kệ mày được, tao cho mày bán mạng ngoài đường rồi mày kệ đúng không? Tao bỏ chứ vừa lòng mày? Tôi không cần đâu. Ê, sao vậy? Sao con ngồi? Con có sao vậy? Sao nãy giờ con không ngủ đi? Hả? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè. Nghe ba nói nè. Bằng mọi giá làm gì cũng được, con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì ba làm cho con nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng cổng hả? Hôm nay ba khỏe lắm, con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên. Lên đi, lên đây đứng. Bà cổng con nha. Cổng con đi. Khỏe lắm. Giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè, Ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử đi một vòng nè. Đó, thấy bao khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê, chị. Ồ, ngủ gục hả? Không được nghe chưa? Dạ. Không ngồi đây đi. Hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi sao tự nhiên hôm nay con bắt bà cổng đi vòng vòng vậy? Ba ơi, hồi nãy
Con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa, con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, túi mẹ nhỏ nhỏ con, tóc mẹ thì hơi hơi dài dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con, ủa con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc, tóc thì dài thiệt, nhưng mà mẹ con cũng cao cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó, chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu. Yên tâm đi, ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo. Dạ anh ơi, không phải yên tâm đi, ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác, không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết. Tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi hả. Dạ yên tâm đi, ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài, lỡ ba mà có chuyện gì ba không biết con phải sống sao nữa. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Ba đã làm hết cho con rồi mà. Con gái à, bà nội ơi, bà ngủ gục mà, trời ơi trời ơi con ơi, sao vậy hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dài, con ngủ mà nó là chết, trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói ngày mai bà sẽ mua con thỏ bông cho con đúng không? Con thỏ bông ngày mai đi, ngày mai bà chắc chắn là bà sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi, nha, đợi chút xíu ha. Con ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc dơ hơn, trời ơi. Chú Dự. Quỷ, đâu rồi? Con rồi. Ê, đi, ở nhà nè.
Chi ơi, có thả. Ê, ê, con ê, con chừng té đó. Nặng lắm đó con. Qua đây ngồi nè, qua đây. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, hãy cố yêu thương đời. Dù đời không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời